Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá vàng vừa khép lại một tuần giao dịch biến động cực mạnh với biên độ giao động gần 100 đô la Mỹ một ao khi thông tin về tình hình chính trị ngày càng leo thang giữa Nga và Ukraine. Đây là mức giá đạt được và trụ vững trong tuần cao nhất Tính từ tháng 9 năm 2020 tại mốc 1971 đô la Mỹ. Tính chung cả tuần, vàng thế giới ghi nhận tuần tăng sốc với 82 đô la, tỷ lệ 4,2%. Trong tuần trước, giá vàng cũng đã chạm mốc 1974 đô la, thế nhưng thị trường không giữ được mức giá này và ghi nhận tuần giảm nhẹ 9 đô la Mỹ. Như vậy trong tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục đi ngược với nhận định của giới chuyên gia khi mà chỉ có 40% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng. Còn ở tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận tuần tăng giá cực mạnh và có mức tăng mạnh hơn thị trường vàng thế giới. Vàng trong nước đã lập đỉnh mới tại mức 69.500.000 đồng lượng vào phiên hôm qua, ngày 5 tháng 3, số đồ kỷ lục trước đó tại 67.500.000 đồng lượng đập ngày 24 tháng 2 vừa qua. Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 3.750.000 đồng lượng, vàng nhẫn 4 số 9 tăng 1 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Như vậy, người chơi vàng tiếp tục có một tuần thu về khoản lãi đậm nếu như mua từ đầu tuần. Tính chung cả hai tuần liên tiếp, người chơi vàng thu về khoản lãi khủng khoảng 6 triệu đồng một lượng. Có thể nói đây là con số không tưởng. Cũng chính vì giá vàng miếng STC tăng giá mạnh nên nhiều cửa hàng kinh doanh cho biết mặt hàng này thường xuyên bị cháy hàng. Lượng vàng nắm giữ của SPDR Quỹ tiến thác vàng lớn nhất toàn cầu hiện nay là 1.054,28 tấn. Trong tuần, quỹ ETF này giao dịch tất cả là 4 phiên. Cả 4 phiên đều mua vào với số lượng là 27,29 tấn vàng. Đó là một số thông tin về giá vàng trong tuần vừa qua. Sau đây là những diễn biến cũng như phân tích nhận định về giá vàng của các chuyên gia trong tuần tới. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Thưa các bạn, giá vàng thế giới có thể đạt mức 2.000 đô la Mỹ một ao vào tuần tới khi kim loại quý này chứng kiến tâm lý tăng giá đáng kể và nhu cầu trú ẩn an toàn bất thường do so cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã bước sang tuần thứ hai. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy tất cả các nhà phân tích trên phố Wall được khảo sát đều tăng giá vào tuần tới. Phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ cũng kỳ vọng giá cao hơn trong thời gian tới. Ông Sia đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại tại Watsading cho biết nếu vàng không thể lên tới 2.000 đô la Mỹ một ao trong môi trường có quá nhiều rủi ro và không chắc chắn như thế này, thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi có thể thấy giá vàng tăng 10% so với giá đóng cửa năm 2021. Trong môi trường hiện tại, điều đó sẽ tạo ra mục tiêu ban đầu là khoảng 2.000 đô la Mỹ một ao. Trong tuần này, có 14 nhà phân tích trên phố Wall tham gia cuộc khảo sát vàng hàng tuần của hãng tin Kiko New với 100% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, có 1013 phiếu bầu đã được thực hiện trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường. Trong số này, có 714 người được hỏi, tương đương với 70% cho biết giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 166 người khác tương ứng với 16% cho biết giá vàng sẽ giảm. Trong khi 113 người còn lại tương đương với 13% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, tâm lý tăng giá vững chắc đã xuất hiện khi thị trường vàng kết thúc tuần với mức tăng đáng kinh ngạc. Giá vàng kỳ hạn tháng 4 giao dịch lần cuối ở mức 1971 đô la Mỹ, tăng hơn 4% so với tuần trước. Các nhà phân tích lưu ý rằng, nhu cầu trụ ẩn an toàn đối với vàng do xung đột ngày càng tăng ở Đông Âu đang chi phối hành động giá, trong khi các nhà đầu tư bỏ qua các dữ liệu kinh tế tích cực. Sự phục hồi của vàng đã diễn ra sau khi nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 678.000 việc làm trong tháng 2. Đồng thời, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống chỉ còn 3,9%. Dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi cũng không thể cản được một cú tăng tốc đối với vàng vì giá đã vượt qua ngưỡng 1950 đô la Mỹ và chạm đến mức cao nhất tính từ tháng 9 năm 2020. Đầu tuần, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell cho biết bất chấp sự không chắc chắn do xung đột tại đông âu gây ra ngân hàng trung ương đang trên đà tăng lãi suất vào cuối tháng này tuy nhiên cục dự trữ liên bang vẫn phải cẩn thận khi đánh giá dữ liệu thị trường vào đầu năm tin tức về một đợt tăng lãi suất sắp xảy ra đã đủ khiến cho những phe tăng giá bỏ chạy tuy nhiên hiện tại nhu cầu về một nơi trú ẩn an toàn trong môi trường này là một động lực thúc đẩy mua mạnh mẽ trong một bài bình luận gần đây Chủ tịch Adian Day của Asset Management, ông Adian Day cho rằng vàng đang trên đường trở thành tài sản trú ẩn an toàn thực sự duy nhất cho các nhà đầu tư khi lạm phát ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu truyền thống. Chúng tôi đang đi trước trong lĩnh vực kinh doanh vàng và những gì chúng tôi đang cho thấy là ngày càng nhiều nhà đầu tư chuyển sang mua vàng và thêm đó vào danh mục đầu tư của họ với tỷ lệ phần trăm cao hơn. Đó là giá cơ bản cho vàng. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng nếu họ không làm một điều gì đó họ sẽ không còn cơ hội. Nhưng hiện tại nên thận trọng khi nắm giữ tiền mặt. Ông Darin Nelson, chủ tịch của Darin Nelson Analysis nói rằng đây chỉ là một trong những thời điểm khi chúng tôi xem mọi thứ chúng tôi thường sử dụng để hiểu thị trường hơn nữa. Với mọi thứ đang diễn ra trên thế giới, việc vàng tăng giá chỉ có ý nghĩa vào thời điểm này. Không quan trọng các nguyên tắc cơ bản hay chỉ số kỹ thuật. Thực tế là chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, chắc chắn không có nghĩa lý gì vàng đã tăng hơn 30 đô la Mỹ vào hôm thứ Sáu khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine trong một cuộc tấn công rất đáng báo động. Nhà phân tích thị trường cấp cao của Honda, ông Edward Moza nói rằng điều đó có thể sẽ dẫn đến một dòng chảy trụ ẩn an toàn hơn nữa và vàng sẽ tăng rất mạnh. Thật không may, không có dấu hiệu nào cho thấy xung đột giữa Nga và Ukraine giảm leo thang. Khi đó, khó khăn sẽ tác động đến với nền kinh tế toàn cầu giá vàng sẽ chạm mức 2.000 đô la Mỹ một ao trong khi các hàng hóa khác tăng đột biến. Nếu mức tăng đột biến của hàng hóa có tác động lâu dài đến lạm phát, các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là không tốt đối với vàng. Trong khi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cho thấy khả năng chống lại các đợt tăng lãi suất nhanh chóng khi họ đánh giá tác động của cuộc chiến, chúng ta không nên loại trừ khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm nay tôi cho rằng sẽ có từ 4 cho đến 5 lần tăng lãi suất trong năm nay. Chúng ta có thể thấy, Fed sẽ trở nên quyết liệt hơn trong việc chống lạm phát vào mùa hè này. Sự không chắc chắn và cuộc tranh luận đó sẽ tích cực cho vàng và giúp giá vàng lên vùng 2.000 đô la Mỹ một ao. Chủ tịch của Folex Futuri and Option, ông Kevin Grady nói với sản ký của New rằng Chúng ta có thể sớm thấy giá giàu chạm mức 150 đô la. Lạm phát sẽ cao hơn nhiều vì năng lượng. Hãy đợi cho đến khi bạn thấy con số lạm phát CPI tiếp theo nó sẽ trên mức 8% và nếu họ đang sử dụng các số liệu cũ, lạm phát hàng năm sẽ ở mức từ 12 cho đến 15%. Với các số liệu kinh tế quan trọng sẽ tác động đến thị trường vào tuần tới. Vào hôm thứ năm sẽ là dữ liệu về chỉ số lạm phát CPI tháng 2 và con số thất nghiệp của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, cũng vào hôm thứ năm, quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu ECB Thưa các bạn, với 100% chuyên gia trên Fogun và 70% số người được khảo sát trên thị trường cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Tuần này, tỷ lệ dự đoán giá vàng tăng có chút thay đổi so với tuần trước, nhất là chuyên gia trên Fogun, tỷ lệ dự đoán đã tăng vọt và đạt mức 100%. Với các nhà đầu tư, tỷ lệ dự đoán giá vàng tăng ngang với tuần trước, khi trong tuần, giá vàng đã nhảy vọt lên đỉnh trong 1,5 năm qua. Điều tuyệt vời ở đây là thị trường đã giữ được ở mức đỉnh này đây là mức cao nhất tính từ tháng 9 năm 2020. Ở tuần trước đó, rất tiếc thị trường đã không giữ được khi đã chạm lên vùng 1974 đô la Mỹ. Riêng cá nhân binh Phát nhận thấy, thị trường vàng thế giới biến động tăng vọt ở phiên cuối tuần khi Nga đánh chiếm và giành được quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân tại Ukraine. Bên cạnh đó là các lệnh trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu. Hiện tại, với sự hỗ trợ của lạm phát tăng cao và diễn biến chính trị tại Đông Âu vẫn là điểm nóng, nên giá vàng vẫn được hưởng lợi và khả năng tiếp tục đạt tăng của giá vàng thế giới trong tuần tới là rất cao. Do đó, theo Minh Phát nhận định tuần tới, vàng thế giới sẽ có tín hiệu suy yếu phiên đầu tuần khi xuất hiện áp lực chốt lời và sẽ quay trở lại đà tăng sau khi Bộ lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI vào hôm thứ Năm. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Đến đây, bản tin của Minh Phát cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần, sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like và hãy bấm đăng ký kênh nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.